Trong bối cảnh giá gạo tăng cao như hiện nay, vừa qua, công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau thực hiện chương trình cùng nhau san sẻ tại quận Ô Môn. Đại diện công ty phân bón Cà Mau đã trao tặng 5 tấn gạo cho đại diện lãnh đạo quận Ô Môn để trao tặng cho bếp ăn tình thương và người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại quận Ô Môn. Đoàn cũng đến thăm và trao 1 tấn gạo cho bếp ăn tình thương Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn. Chương trình cùng nhau san sẻ bếp ăn yêu thương, công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau thực hiện lần này trao tặng 20 tấn gạo cho một số tỉnh, thành phố.